Một người con lai Hàn Quốc ở Việt Nam cho biết ông vẫn muốn chính phủ ở xứ sở Kim Chi phải chính thức lên tiếng trước các phụ nữ được cho là bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp, trong đó có mẹ ông. Ông Trần Văn Ti nói với VOA Việt ngữ hôm 8 tháng 12, ít ngày sau khi báo chí trong nước đăng tải thông tin về các thành viên của phong trào xin lỗi Việt Nam tới tỉnh Quảng Ngãi để tạ lỗi những người dân được coi là nạn nhân của lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Các hình ảnh và video trên YouTube được đăng tải trên báo điện tử VN Express cho thấy một nhóm người Hàn Quốc cúi đầu đứng dưới mưa và quỳ sụp trước một tấm bia tưởng nhớ hơn 400 người mà tờ báo này nói là thường dân vô tội trong vụ thảm sát của quân đội Đại Hàn tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Tị cho biết ông sinh ra tại huyện Tuy Hòa, Phú Yên, sau khi mẹ ông, bà Trần Thị Ngải, theo lời ông, bị lính Hàn Quốc hãm hiếp. Về việc người dân Hàn Quốc tới Quảng Ngãi xin lỗi về những gì lực lượng của nước này đã gây ra nhiều thập kỷ trước, người đàn ông 46 tuổi này nói. Đó là một cái lý dân, họ làm như vậy, có một tính cách cá nhân, họ đi du lịch, họ làm như vậy. Nếu mà đại diện cho chính phủ Hàn Quốc, hay đại diện cho quân đội Hàn Quốc, hay đại diện cho một tổ chức phi chính phủ nào đó, họ đến, họ làm việc đó, thì đó là việc mà họ thiện chí. Còn đây là một cái nhóm nhỏ họ đi du lịch, đó không phải là việc xin lỗi. Nếu mà họ là những con người họ có thiện chí rõ ràng, là những người họ đại diện cho quốc gia, thì họ đầu tiên, họ đến họ tìm những bà mẹ mà bị hãm hiếp như vậy. Xin lỗi thì phải có ít nhất cái tổ chức nào của Việt Nam đứng ra, chính phủ Việt Nam của họ kết hợp với nhau và có sự công bố rõ ràng. Cuối năm ngoái, bà Ngải là một trong 10 phụ nữ Việt tự nhận bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã gửi thư ngỏ yêu cầu chính quyền Seoul, nhất là Tổng thống Park Geun-hye, công khai xin lỗi về những gì lực lượng của nước này gây ra đối với họ. Ông Ti là người hỗ trợ chiến dịch tìm lại công lý cho mẹ và những người phụ nữ khác. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng, từ năm ngoái cho tới năm nay, chưa có một tổ chức hay cá nhân nào liên lạc gọi cho tôi. Trả lời VN Express khi tới Quảng Ngãi hôm 3 tháng 12, bà Ku Su-yong, người được coi là đã khởi xướng phong trào xin lỗi Việt Nam của người Hàn Quốc thời gian qua, cho biết bà khởi động chiến dịch này để những người Hàn Quốc phải biết những sai lầm của quá khứ. Người con lai Hàn Quốc Trần Văn Ti nói rằng, chúng tôi không hận thù, không căm ghét họ, nhưng chính quyền Seoul cần phải lên tiếng chính thức. Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục, nhưng theo bức thư của mẹ ông Ti và những người được coi là nạn nhân khác, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có hàng trăm nghìn binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Và người đứng đầu chính quyền Seoul khi ấy là ông Park Chung-hee, cha của đương kim Tổng thống Park Geun-hye.